Một trận động đất với cường độ ban đầu là 7,6 độ đã diễn ra ở miền trung Nhật Bản ngay ngày đầu năm 2024, khiến chính quyền phải phát cảnh báo sóng thần và kêu gọi người dân sơ tán. Đài NHK đưa tin, một cơn sóng thần cao khoảng 1 mét đã ập vào bờ biển thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa của Nhật Bản. Dự báo sóng thần cao tới 5 mét sẽ tấn công thành phố Noto ở tỉnh Ishikawa sau đó. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần với các tỉnh ven biển Ishikawa, Niigata và Toyama. Người phát ngôn của công ty điện lực Kansai Electric Power 9503T cho biết, hiện tại không có bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân, nhưng công ty đang theo dõi sát tình hình. Chính phủ Nhật cũng cho biết, tính tới 15 giờ 30 phút giờ Việt Nam, không phát hiện dấu hiệu bất thường ở các nhà máy điện hạt nhân sau trận động đất Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii, Mỹ cho biết các đợt sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn dọc theo bờ biển Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cho hay, hàng loạt trận động đất từ hơn 4 độ đến hơn 7 độ đã xảy ra vào chiều ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trận động đất lớn nhất 7,6 độ đã khiến các đài truyền hình chuyển sang chương trình đặc biệt và đưa ra lời kêu gọi sơ tán khẩn cấp.